team mình đông quá các bạn ơi. Thằng này sao mày đen đấy? Bạn sáng nay bạn dậy từ lúc mấy giờ? Vừa dậy á? Thế chính đã đánh răng chưa? Chưa đánh răng đúng không? Vừa kịp đánh răng đi đây luôn. Cô em. Cái gì cơ? Anh nói gì cơ? Mình đi chơi để tạo sự gắn kết, tạo sự đoàn kết, chứ không phải là mỗi đứa một cái máy, một cái điện thoại cầm dơ vào mặt người khác, hiểu không? Sao dậy muộn thế? Đứng gọn vào. Ấy rồi, kinh tế nhỉ? Mày đừng có zoom vào cái mặt tao quá mày. Không. Các bạn ơi, đây này, nhìn xa chưa? Thấy chưa, nhìn ở này vẫn xa. Cái này mình quay mặt mình bị lồi đằng trước, mình nhìn mặt mình như con chó trong cái meme mà. Sáng nay mấy giờ chị dậy đấy? 4 giờ. 4 giờ á? Thế sao bây giờ mới đến? 4 giờ. Hả? Cái gì á? Mua iPad chưa? Mua iPad chưa? Mày có ngủ ở đâu? Bảnh tao này con đi làm, bọn em nhớ Bảnh quá. Ôi chị này. Ngày hôm nay sát gái nhỉ? Chị chào. Chị chào Lào. Bây giờ chúng mình sẽ lên xe nha mọi người. Vâng, tay đi. Có thể gọn vào được không ạ? Bạn thì nếu tôi bạn ra sân bay này quay sở tôi đi nghe nào chứ. Hôm trước là tao đi uống rượu với đội viện kiểm sát, rồi mày về nói bọn tao là tao đi uống rượu với đội công an. Đi chơi mà kiểu gì đây? Hả? Chị Nhiên chưa đến để đeo giày. Chị Nhiên, này, 5 phút của chị Nhiên từ nãy giờ tiếng chưa? Hả? Không, chưa, còn 30 phút thôi, chưa được 1 phút. Nhiên đã chú lên mệt thề. Được tiền của người chỉnh sáng lên. Không, điện không. Qua cửa an ninh nhá, vẫn phải đeo khẩu trang. Mọi người, mỗi người mang một chiếc khẩu trang đi giúp em nhá. Qua cửa an ninh dặn họ vẫn bắt đeo khẩu trang. Có đâu, ta khẩu trang. Em có đâu? Khẩu trang. Để em đi về nhà em lấy nhá. À, chị Cát Thảo. Thử dở khẩu trang ra nào, xem mặt bóng ấy. Mẹ tao nhờ mở cái lọ thuốc CC mà mẹ. Mặt nặng mày nhỉ? Ghét đâu. Sao hai chị em giống nhau ấy? Đừng giống nhau được không? 5 phút của chị đây à? Hả? Chị Nhiên chị bảo chờ chị 5 phút. Chúa lề mề à? Lại chiến với lớp mọi người à? Cũng dài đấy. Cái gì dài đấy? Đây, nhìn đây này. Tao dài lắm. Thôi mọi người à. Đây. Hành trang khi đi du lịch của anh gồm chiếc gì? Không có gì. Chỉ có tiền thôi. Mỗi tả. Quỷ. Đây. Yeah. Để em. Ta-da. Không có tiền à? Bạn chưa tiền tài khoản à? Tôi không có hợp đồng nào bạn á. MC. Tôi đóm nhanh cái chân lên. Bạn chuyển khoản trả 2 lít đi nha. Tối u mẹ. Chẳng có đâu. Chẳng có đâu. Mọi người đâu anh em ơi? Ngồi dưới cuối. Nào nhanh. Ngồi dưới cuối. Cho người xem. Ngồi dưới cuối rồi. Chị. Ngồi đây. Chị đi xa thế? Chẳng có đâu.
nhiên mình đi xa quá. Nhìn như con lười ấy nhỉ mọi người. Nhiên đang kể chuyện gì ấy? Nhiên đang kể chuyện gì ấy? Thanh niên đến muộn nhất đoàn. Báo về đâu? Video cho con gửi đây, anh chụp video mà. Anh chụp video nào? Hả? Có các gửi. Gửi. Các giờ này xuống dưới rồi. Ai? Hiện tại chúng mình đang đi ra sân bay mọi người ạ. Mọi người xem video nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nhớ. Chị Thảo, hai bạn là Nhung với Tuấn ạ. Biết sao đấy? Đặng Thị Hoa, Lê Hải Đăng, Lê Thị Huyền My, Trần Bích Hiền, Hoàng Văn Hải, Nguyễn Văn Vinh, Lê Ngọc Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Trường Giang. Có. Ví dụ như chúng ta muốn ăn hầu hướng ấy, thì giá đắt nhất thì chỉ tầm là 20.000 một con chẳng hạn. Nhưng ở Phú Quốc giá chát nhất là 60.000 một con hầu ạ. 60.000 một con hầu nướng. Hai, ôi bạn ơi, đây là cái gì đấy bạn? Cái máy quay. Bạn nhớ. Người rời à? Cái này có đắt không? Đắt không? Khoảng hơn chục triệu. Cái gì? Không chụp ảnh á? Ôi, ôi. Người Ả Rập ấy. Sao lại chết rét thế? Ô kìa. Cảm giác như kiểu celeb nổi tiếng ấy. Xấu, làm xấu. Không lạnh thế. Vlog quá xong rồi, dí gần quá. Các con nó quay vlog quá xấu lắm. Quay cái cam của nó lại còn cao. Cam của nó xấu lắm. Em sẽ chỉnh đi cho mọi người. Cái hồng tím tím này có ai đấy? Ồ kìa, không. Ô, anh có chim. Năm ngoái bạn nhớ chụp kiểu model không? Năm ngoái. Ừ, mình đang di chuyển vào sân bay nè. Vũ Production. Hôm nay không lái taxi cho bọn em nữa à? Thôi em, nay phải đi chứ. Bụng to đấy. Theo bà đi to đấy. Kẻ tao. Ok. Anh mang mỗi thằng cu đi, không mang vợ con đi à? Mình thằng cu là đủ giữ anh rồi. Trai của em. Em tôi chính Nhung đây nha mọi người. Chị đến bao giờ? Chị đến từ bao giờ đấy? 5:30 á? À? Thế chị mọi chị ở đâu ấy? À ăn phở á? À? Vali gớm thật, em ơi, to gấp đôi vali mình. Hiện tại chúng mình đang xếp hàng để chờ vào nhận ghế này. Mọi người có nhận ra đây ai đây không ạ? À? Mọi người có nhận ra ai đây không ạ? À? Vali rất to nha.
Hello mọi người, ra con gửi hành lý nè. Tám cân chín, một cái vali bé tí. Xin được phép review set đồ của Lam Con ngày hôm nay. Đập vào mắt tôi trước mắt đấy chính là hai cái vòng vàng này. Đi, chúng ta đi thôi. Hiện tại thì chúng mình vừa qua cổng an ninh, bây giờ chúng mình sẽ vào ngồi chờ máy bay thôi. Tài còn kẻ kẻ cơ, ôi dồi ôi. Tài mới cắt đầu môi, Tài là đàn em của Khả Mạnh. Sexy đấy. Sexy đấy. Hello chú gái. Đi học này. Đó, đi chỗ này kia. Bây giờ mình sẽ lên máy bay ngồi mọi người ơi. Chờ lên máy bay thôi. Ôi dồi ôi, sao mà chị dạo này thon thế? Ô này, tăng kẻ này. Gì đài? Số bao nhiêu? 34K. 34 lướt thì chuyển một sâu. CBA ra ngoài ngồi ngay và luôn. Ô con cá này. 37. À đây 37K đây rồi. Ui ngồi gần cửa thoát hiểm thế. Ui. Kinh nhỉ, em ơi, ngồi được gần cửa này. Kinh nhỉ. To fly more days than that. Oh, chả thích à? Oh, chả thích à? Oh, chả thích à? Oh, chả thích à? Oh, chả cảm ơn. Hiện tại chúng mình đã xuống đến sân bay của Cabin crew mọi người ạ. Bây giờ chúng mình sẽ di chuyển xuống máy bay thôi. Người ta quá rồi. Người ta quá rồi, thôi đi xuống sân bay. Bịt kín rồi đấy. Ngồi trên máy bay vẫn bịt. Thôi cho sẽ đi trước đi, anh tuấn ra đây. Quên gì rồi? Mình đi đâu mọi người? Gia đình hạnh phúc. Đến hai đi. Quay đi luôn.
ơi, bạn nhúc vali cho mình. Đây này. Tối à. Đây. Đâu cơ. Ra ngoài thôi mọi người ơi. Ôi giời ơi. Ôi cái gì? Anh quay cái mặt anh đi cho các anh. Tiền thốt quá. Rồi, giờ chặt thường ra chưa? Giờ chặt thường ra ở công ty thôi. Thường ra. Mát quá. Nay không nắng mọi người. Ngồi tiếp đi, ngồi tiếp từ quả, từ quả của anh đây. Quá đẹp. Tốt để tắm, ok. Để bỏ qua. Đáng thật. Xin chào mọi người. Còn mình ra đến với Phú Quốc. Thưa bạn ạ, để cho chén năm tí. Về nhà anh Tuấn quả này á, đen đen ngòm. Giờ đấy các bạn ạ.